Quay trở lại với những nội dung tiếp theo nha. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt. Lan Đài Phú Sơn chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Đó là một cao đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra ngoài cái công việc tình yêu thì mình cũng có biết cả về những cái đề tài về cuộc sống và gia đình nữa. Nhưng mà có lẽ là mọi người quay và thích xem cái bài tình yêu nhất.